Cái này thời gian ước chừng là 3 tháng, tính là dùng tốc độ nhanh nhất cũng cần 2 tháng. Nhưng đường môn cùng với sự lên các học viện không thể đợi, không có lấy đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc mà nói. Vậy nó luôn luôn vô luận nói đối với chiến tranh hay vẫn là đối với tại vừa mới xảy ra, xây dựng lại sự lên các học viện mà nói, đều muốn có cực lớn uy hiếp. Hơn nữa, càng sớm hành động, bọn hắn lại càng có tiến hành điều chỉnh chỗ tốt, cho nên bọn hắn một đoàn người liền dưới loại tình huống này đi qua ngụy trang thân phận cùng với hóa trang, lặng yên không một tiếng động mà đi tới Minh Đô. Lần này tới Minh Đô người cũng không nhiều cho lắm, Sư Lê Khắc thất quái toàn bộ thành viên Lăng Tử Thần, hơn nữa Cuồng Phong Ma Đào Tử Mã Kim Chi cùng với Đại Lực Vương A Như Hắn vừa vặn 10 người. Bọn hắn chính là hành động lần này chủ lực, mọi người là phân biệt xuất trạm đấy, giống như lẫn nhau ở giữa cũng không nhận nhau ra. Nhờ đó bọn hắn cũng là cưỡi bất đồng phương diện ở trên giao thông sở đi hồn đạo trên tàu. Đường Phu Lân cùng với Lăng Tử Thần bên trên một cái cỗ hồn đạo taxi. Môn chủ phía trước xe lái không quay đầu trở lại, lại cung kính bên trên kia một tiếng. Hiển nhiên hắn là sớm đã bị an bài ở chỗ này chờ đợi Đường Phu Lân bọn hắn. Đi thôi, Đường Phu Lân nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Tử Thần lúc này buông lỏng ra kéo cánh tay của hắn. Nàng cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là mặt đã không mỉm cười rồi, biểu lộ ra trở nên lạnh như băng được rồi. Đường Phụ Lân cũng không biết vị này là thế nào, từ khi ngày đó ở Minh Vương Đố là Cáp Lạc Tác tập kích về sau, hắn từ Minh Tưởng ở trong tỉnh táo trở lại, phản hồi lại học viện gặp lại Lăng Tử Thần lúc đó. Nàng chính là như vậy, ở trước mặt của hắn có thể không nói chuyện đừng nói lời nói, quan hệ của bọn hắn giống như trở lên còn không bằng trước kia. Đường Phụ Lân cũng không biết mình rốt cuộc địa phương nào đắc tội với vị này bà cô, nhưng hắn cũng không tiện hỏi nhiều, như là như trước. Vậy như trước liền cứ như vậy đi, may là Lăng Tử Thần tuy rằng đối với hắn thái độ lãnh đạm, nhưng mà phi thường phối hợp ra hành động lần này, còn tự mình đi hỏi mọi người rằng giải ra mấy lần Vĩnh Hằng Thiên Quốc sử dụng khoa học kỹ thuật cùng với chiến thần điện hệ thống phòng ngự. Mọi người hầu như nhất trí cho rằng hành động lần này cần vị này khoa học tham gia. Minh Đô không hổ là Nhật Nguyệt Liên Bang thủ đô, nơi đây hỗn loạn ô tô rất nhiều, hiện tại ở trên chiến trường đường phố thường xuyên sẽ xuất hiện ra hỗn loạn hiện tượng. Hồn đạo xe taxi trận vẹn mở ra nhanh 1 giờ mới đưa bọn hắn đến Minh Đô vùng ngoại ô một tòa biệt thự trước. Biệt thự này tọa lạc tại Tây Sơn Chân Núi, biệt thự này cung điện phong cách đấy, lầu chính là có 3 tầng. Bên cạnh còn có một tòa nguyên bộ nhiều chức năng phó lầu, bên trong có phòng ăn, phòng tập thể thao. Biệt thự này là thuộc về đường môn đấy, từ bên ngoài nhìn qua, cái này nhà kiến trúc chẳng qua là 10 phần xa hoa mà thôi. Nhưng trên thực tế, trong biệt thự chẳng bị đường kim đấu la đại lục bên trên phần đông công nghệ cao thành quả. Riêng là các loại hồn đạo máy dò xét có thể làm được ra tận 10 km trong phạm vi xuất hiện bất kỳ cường đại năng lượng để có thể lập tức phát hiện trình độ. Biết rõ biệt thự này người cực nhỏ, chỉ có số ít đường môn cao tầng mới rõ ràng. Nơi đây cũng là đường môn thiết lập tại trong Minh Đô, một cái nghiên cứu phát minh trung tâm. Lăng Tử Thần hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới nơi đây. Lúc mọi người đi vào trong biệt thự thời điểm, trong biệt thự đường môn đệ tử thậm chí không nhận ra Đường Phụ Lân, tuy nhiên cũng đối với Lăng Tử Thần cực kỳ nhiệt tình. Biệt thự rất lâu, lầu chính, phó lầu cộng lại chừng 3.000 m², cái này còn đầu được rồi biểu hiện ra, xem tới diện tích trong sân còn có một cái hình chữ nhật bể bơi, làm cho cái này ở trong tăng thêm vài phần ẩm ướt. Đường môn nhân viên công tác vì mọi người phân phối gian phòng, Đường Phụ Lân thành tiệu đường môn môn chủ, tự nhiên là ở trong tại tầng cao nhất, từ phía bên trên đài hướng ra phía bên ngoài triển vọng, vừa vặn có thể chứng kiến bọn hắn lần này hành động chỗ mục đích. Minh Đô Tây Sơn đã từng là bình xa vùng giao tranh, cũng đã từng là minh đồ trọng yếu bình thường, thẳng đến sau này, Nhật Nguyệt Liên Bang nhất thống đấu la đại lục về sau, nó cái này bình chướng tác dụng mới không có rõ ràng như vậy. Đường Phụ Lân đứng ở bên trên sân thượng hướng Tây Sơn nhìn ra, kỳ thật nơi này chỉ có thể nhìn đến ở giữa sườn núi tả hữu vị trí, cho dù dùng tử cực ma đồng cũng không có biện pháp xuyên thấu mây mù trường kiến đỉnh núi. Tây Sơn đỉnh cao nhất đỉnh núi này bị mây mù vây quanh, hơn nữa chiến thần điện bản thân trang bị các loại cường đại hồn đạo quấy nhiễu khí cũ, muốn tìm kiếm đến tình huống bên kia hay vẫn là quá khó khăn rồi. Trung ương quân đoàn liền trú đóng ở Tây Sơn chân núi, rất nhiều trung ương quân đoàn trọng yếu thiết bị đều ở Tây Sơn bên trong, có thể nghĩ nơi đấy phòng ngự sẽ có cỡ nào xâm nghiêm. Muốn nền vào trong đó, cần không chỉ là siêng thực lực, cần có trí tuệ cùng với một ít vận khí. Bọn hắn đầu tiên được tiến vào trong chiến thần điện mới được, chỉ cần có thể tiến chiến thần điện, bọn hắn có thể có xung quan cơ hội.
Bởi vì biển cảnh tránh gió quy tắc ước chế, trung ương quân đoàn là không thể nào nhập bên trong bắt người. Mà bây giờ chiến thần điện, điện chủ hãn hải đấu la Trần Tâm Kiệt cũng không tại chiến thần điện bên trong, xung quanh độ khó không thể nghi ngờ muốn thấp rất nhiều. Đường Phu Lân ở trong đầu nhớ lại khoáng một phát kế hoạch của mình, sau đó lực lượng chú ý liền dần dần phân tán. Nàng đang làm cái gì vậy? Nàng vẫn còn chuyển linh tháp bên trong sao? Tách xa được càng lâu, hắn liền càng nhớ nàng. Bộp một tiếng, đúng vào lúc này, đột nhiên có người vỗ một cái Đường Phu Lân bả vai, làm cho hắn từ trong suy nghĩ thanh thình trở lại. Người đang cái gì tính cảm giác vậy? Còn muốn giúp mọi người làm đại sự không vậy? Lăng Tử Thần có một chút khinh thường nói. Đường Phu Lân chẳng qua là cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Lớn như nàng đối với hắn có uy hiếp, hắn đã sớm tại trước tiền phát hiện, làm sao lại để cho nàng thật sự tới gần. Suy nghĩ của lữ nhân đúng là không hay. Lăng Tử Thần ánh mắt lóng sức mà nhìn Đường Phu Lân. Đường Phu Lân nhìn nàng một cái như trước không nói gì. Nói một chút đi, nàng hình dáng như thế nào vậy? Vì cái gì không có tại bên người của người? Lăng Tử Thần truy vấn. Đường Phu Lân nói, không lên nghe ngóng, sự tình không lên nghe ngóng. Lăng Tử Thần lúc này hai tay chống lạnh rồi nói, ngươi ngược lại là khá hay đó, nói nghe một chút đi, sợ cái gì, chẳng lẽ ngươi cái vị kia nhận không ra ngươi? Đường Phu Lân nhíu mày rồi nói, đi hít thở, hành động của chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi cái này, ngươi thật sự là không có ý tứ. Lăng Tử Thần hừ một tiếng quay người phải đi, nhưng mà rất nhanh dừng bước lại. Ngươi đến bây giờ cũng còn không có đem nguyên vẹn kế hoạch giảng giải cho ta nghe. Ý định lúc nào nói vậy? Chẳng lẽ muốn đợi chính thức hành động mới nói cho mọi người? Đường Phu Lân thản nhiên nói, ngươi biết vì cái gì những người khác đều không có hỏi ngươi vấn đề như vậy không? Vì cái gì? Lăng Tử Thần hỏi. Đường Phu Lân nói, bởi vì bọn hắn đối với ta có tuyệt đối tín nhiệm. Lăng Tử Thần cả giận nói, ta tại không có cùng mấy người cộng sự qua, tại sao phải tín nhiệm ngươi? Ngươi nói hay không đây, ta đã chịu đựng ngươi rất lâu rồi đó. Đường Phu Lân thở dài một hơi rồi nói, ta chỉ muốn yên tĩnh trong chốc lát, ngày mai lại nói được hay không? Không được, ngươi bây giờ phải nói. Lăng Tử Thần rõ ràng có một chuyện cố tình gây sự, liền chính nàng đều không rõ ràng chính mình hôm nay đây là như thế nào, bình thường nàng căn bản cũng không phải là cái dạng này đấy. Đường Phu Lân thật sâu nhìn nàng một cái, trong đó không khỏi hiện ra lúc trước Nhã Lị đối với hắn đã nói, vì vậy hắn bình thản nói, tốt rồi, vậy ta cùng ngươi giảng giải. Trung ương quân đoàn là không thể nào xông vào, bọn hắn có tiên tiến nhất hồn đạo máy dò xét, muốn lẻn vào trong đó cũng không dễ dàng như vậy. Điểm này người sớm liền theo chúng ta phân tích qua, cho nên chúng ta muốn vào nhập trung ương quân đoàn, nên chỉ có biện pháp là thẩm thấu. Nghe Đường Phu Lân nói, Lăng Tử Thần lực lượng chú ý kỹ bị kéo qua nàng rồi hỏi, thẩm thấu cũng lẻn vào có gì bất đồng? Đường Phu Lân khẽ mỉm cười, đương nhiên bất đồng, lẻn vào dựa vào chỉ là chúng ta chính mình lực lượng. Mà thẩm thấu nhiều trước là muốn dùng ra người khác lực lượng, bởi như vậy chúng ta thành công xuất sắc xác suất liền sẽ lớn hơn nhiều. Lăng Tử Thần nói, như thế nào là cái thẩm thấu đấy? Đường Phu Lân trả lời, chiến thần điện quy tắc không phải cấp bằng nhất định trở lên quân cũng có thể tiến vào cho đến sông quan, cho nên chúng ta đầu tiên muốn làm đấy chính là biến thành quan quân. Đến với trung ương quân đoàn, thành tựu Nhật Nguyệt Liên bang cường đại nhất quân đoàn, hầu như tất cả liên bang tiền tiến nhân vũ khí trang bị cũng sẽ ở trước tiên bị đưa đến trung ương quân đoàn. Trung ương quân đoàn thậm chí có sẽ từ trong mặt các quân đoàn lấy máu, dùng bổ sung đội ngũ của mình, chỉ có tinh nhuệ nhất chiến sĩ, tướng lĩnh mới có thể tiền tiến tiến nhập vào trong trung ương quân đoàn, trở thành trung ương quân đoàn một phần tử. Toàn bộ trung ương quân đoàn chiến sĩ chừng 10 vạn người, cái này còn đầu được rối chủ yếu nhân viên chiến đấu, nếu như hơn nữa phụ trợ nhân viên, nhân số sẽ vượt qua 30 vạn. Trung ương quân đoàn cũng là quốc hội nắm giữ mạnh nhất lực lượng quân sự, mặt khác ở trong quân đoàn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít quân đội gia tộc người thân ảnh hưởng. Mà trung ương quân đoàn chỉ nghe từ trong quốc hội mệnh lệnh, bất luận ra cái gì đám can đảm đưa đến tay ngả vào trong trung ương quân đoàn gia tộc đều bị thế lực khác nghiêm khắc chế tải. Trung ương quân đoàn chủ yếu chú đóng ở Tây Sơn, tại bên trên địa phương khác cũng có lỗ lực bộ phận. Nó liên cứu như vậy từ trong bốn phương tám hướng thủ hộ lấy tòa này thủ hộ liên bang. Trung ương quân đoàn ước chung là có 5 vạn binh lực tập trung ở trong Tây Sơn chân núi. Các loại cỡ lớn hồn đạo vũ khí cũng đều ở chỗ này. Rất nhiều chiến lược tính hồn đạo vũ khí, kể cả hạng thượng đẳng định trang hồn bạo đạn pháo đều bị tập trung tồn tại ở chỗ này, về quốc hội điều phối. Truyền thuyết tại Tây Sơn nội bộ chừng hơn 100 miếng kiểu cấp định trang hồn bạo đạn pháo, chỉ cần quốc hội ra lệnh một tiếng,
Nơi đây siêu cấp phóng ra giếng có thể đem những thứ này định cho hồn bạo đạn pháo đưa đến Đấu La Đại Lục bên trên bất kỳ một cái nào hơi lơi hẻo lánh. Một ít trọng yếu liên bang nghiên cứu khoa học đơn vị cũng đều tại Tây Sơn bên trong, nhất là cùng với hàng không vũ trụ có quan hệ, đều ở bên trong. Từ trung ương quân đoàn sân huấn luyện đi ra về sau, nhẹ nhàng khoan khoái không khí liền đập vào trong mắt, khiến cho Thẩm Tinh cảm giác được hết sức thoải mái dễ chịu. Kể từ năm trước, bị điều đến trung ương quân đoàn, thành thiệu hậu bị tình anh người mới bồi dưỡng về sau, nàng con đường làm quan thì lại càng thuận lợi. Các đại gia tộc tuy rằng không có thể khống chế được trung ương quân đoàn, nhưng muốn đem hậu đái đưa vào trong trung ương quân đoàn lấy tiếng hay vẫn là không thành vấn đề. Nếu như người này thật sự có thể thực lực siêu quấn, hơn nữa nguyện ý tuyên thể rằng thoát ly gia tộc thần phục liên bang, đó cũng là có thể trở thành trung ương quân đoàn cao tầng. Đương nhiên, đưa với đi vào trong trung ương quân đoàn lãnh đạo tối cao nhất tầng là không thể nào, bởi vì tiến vào trong trung ương quân đoàn lãnh đạo tối cao nhất tầng có một cái đặc thù yêu cầu. Đó chính là chỉ có một bước một cái dấu chân mà lưng cao thành quan quân bình dân đệ tử mới có tư cách vào nhập.